Vậy người yêu vợ đâu Phúc? Dạ quê. Yêu xa à? Vậy là từ dịch giờ đâu gặp nhau? Dạ không. À em quen lúc hồi em còn dưới quê đúng không? Ừ. 3-4 năm. Trời, bền chặt rồi. Em học lớp 8. Trời, ông yêu sớm vậy trời. Giờ chị nói chuyện hả? Có tính đường nào về? À Tết em về rồi còn chi. Tết về là phải đẹp nha. Lâu lâu mới về thăm người yêu. Da em thực chất dễ làm à. Chị có chịu khó cho chị lấy làm sạch là da em đẹp à. Da em thực chất rất là đơn giản, không có gì khó cả. Thank you.
nhớ đây có cục đá siêu già quá.
thả lỏng cái chân của em chị, càng thả lỏng thì càng thoải mái.